xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn trở lại với channel Easy Frontend và mình là hậu trong video này mình lại tiếp tục cái series Redux Saga các bạn à, ở video trước mình đã làm xong cái chuyện là navigate giữa cái trang Student List và cái trang edit Student thì bây giờ mình sẽ làm tiếp tục là cái phần Student Form ha thì trước khi đi vào cái phần cài đặt mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách mà mình sẽ tổ chức cái phần form module trong một cái dự án thực tế như thế nào ha, ok bây giờ mình bắt đầu thôi. Rồi thì mình sẽ cần phải đi tìm hiểu cái phần tổ chức form bởi vì á khi các bạn làm trong một cái dự án thực tế, cái phần form module nó là một cái phần rất là quan trọng bởi vì mình các bạn sẽ gặp đi gặp lại rất là nhiều cái form khác nhau trong cùng một cái dự án. Mà các bạn để ý nè, cái phần form thì các bạn sẽ luôn luôn gặp những cái vấn đề lặp đi lặp lại giống nhau. Ví dụ với một cái form bất kỳ ha, và đầu tiên bạn vào mình sẽ cần cái chuyện là mình khởi tạo cái form đó và mình set cái default value là tới set cái giá trị khởi tạo mặc định cho nó là cái đầu tiên. Thì trong quá trình mà các bạn nhập cái form ha, thì nó sẽ cần những thứ liên quan tới cái việc gọi là validation, tức là kiểm tra cái việc tính hợp lệ của cái dữ liệu bạn nhập vào cái form nó có đúng hay là sai, được chưa? Đó là validation sau khi mà validation thành công hết rồi thì bước cuối cùng là các bạn submit cái 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 form mà khi các bạn submit cái form thì bạn có nhu cầu là lấy được tất cả các giá trị uh, mà bạn đã nhập vào cái form là bước submit đúng không uh, submit xong nếu mà có lỗi thì cần phải sâu lỗi gì đó được chưa thì các bạn thấy nè cái form nào bạn cũng cần đi làm những cái việc y chang như vậy mà nếu như mà các bạn không có một cái cách tổ chức tốt tối ưu thì rõ ràng cái code của bạn nó sẽ lặp đi lặp lại rất rất là nhiều và hơn nữa là nó sẽ cái lượng code mà nó bị gọi là bị trùng lặp với nhau đó, nó sẽ càng ngày càng phình to ra càng rất là bự ha và dẫn tới là sẽ rất là khó quản lý và đặc biệt là những lúc mà bạn muốn cập nhật nguyên cho tất cả cái form á thì lúc đó bạn sẽ gặp rất rất là nhiều rắc rối luôn cho nên cái việc mà bạn có một cái cách tổ chức đúng đắn cho cái phần form uh, trong dự án của bạn đó là một cái nhu cầu rất thiết yếu cho một cái dự án trong thực tế ha thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cái cách tổ chức form module của của mình ha. Rồi, thì đây là cái kiến trúc mà mình sẽ tổ chức. Thì các bạn để ý cho mình ha, từ trên xuống dưới là những cái uh, level từ trên uh, từ cao xuống thấp các bạn ha. Đầu tiên là cái pages container. Thì ví dụ như là một cái trang của mình có một cái form hoặc là có nhiều cái form. Thì ví dụ chẳng hạn như là cái phần ở trên đầu chứ là cái cái level là ở cái trang hoặc là cái container. Ok? ví dụ như là bạn có trang edit đi ha, thì đây là đầu tiên là cái trang edit nè, ok ha. Sau đó là sẽ tới cái uh, form component, tức là ở đây mình muốn là gì, mỗi cái form nó phải được tách biệt riêng ra một cái component riêng, chứ các bạn không có có chung trong mấy cái page hay container này. Lý do là gì? Mình muốn chia rõ nhiệm vụ ra ha. Cái form component này, mình ví dụ mình nói là mình đặt tên cho nó là một cái thằng gọi là student form đi ha, mình gọi là student form. Thì cái form component này nó có nhiệm vụ làm cái gì? Thằng form component này nó có nhiệm vụ là nó tự quản lý cái form của nó, liên quan tới cái việc là khởi tạo giá trị, liên quan tới cái việc là đi lấy những cái dữ liệu cần thiết để có thể sơ lên đầy đủ cái form. Chẳng hạn như cái student form của mình nó có cái cái drop down là city list đi ha và nó cần lấy một cái nguồn dữ liệu từ đâu đó. Thì rõ ràng là khi bạn cần chỉ sử dụng cái cái form student thì bạn luôn luôn cần đúng cái 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 list tt như vậy. Như vậy là cái chuyện mà chuẩn bị dữ liệu, lấy cái dữ liệu rồi khởi tạo cái form à, và việc uh, validation cái kiểu ha. Thì cái hàng student student form hay mình nói cách khác là cái form component này, này nó phải tự quản lý lấy được chưa? Tự nó quản lý được chưa? Nó sẽ tự quản lý cho đến khi mà user nó submit cái form được chưa? Khi mà user bấm nút submit và khi mà khi đó thì bạn sẽ báo lên cái thằng pay to container ha. Pay to là container nó là e thằng user nó submit cái form với giá trị như thế này nè. Mày muốn lấy giá trị này mày làm cái gì mày làm đi. Được không? Thì lúc này ha, bạn sẽ thấy là cái form component của mình sẽ được tái sử dụng đi, tái sử dụng lại với những cái logic khác nhau ở nhiều trang khác nhau. Ví dụ như bạn có cái student form ở một cái trang A là nó xử lý logic khi mà submit xong ha, nó xử lý xử lý logic gì đó qua một cái trang khác nó cũng có student form nhưng mà khi submit nó xử lý logic khác kiểu kiểu vậy ha thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể làm được với cái cách tiếp cận như như mình khai báo ha lưu ý với mình cái thằng form component này nó chỉ handle những cái chuyện như là validation rồi uh, init dữ liệu rồi lấy những cái dữ liệu để show lên form vân 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 nói chung là cái form tự nó phải quản lý lấy nó chỉ báo cho thằng cha là gì khi nào à, đầu tiên là nhận vô là cái giá trị khởi tạo từ thằng cha rồi sau đó là đến khi nào thằng user nó submit Bấm nút submit Thì báo lên thằng cha nó Ê thằng user nó submit với giá trị như thế này nè Mày muốn làm gì đó mày làm đi Được chưa Thì đó là 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 là, là, nhiệm vụ của cái form component Được chưa Nó sẽ giúp mình quản lý tất cả những thứ liên quan tới cái form ha Từ cái chuyện mà init giá trị Rồi validation Rồi submit ha Thì submit nó sẽ báo lên thằng cha Chứ nó không có handle cái app logic nha Ok Dĩ nhiên á có những một số trường hợp các bạn nói là mình viết logic vô cái form đó có sao hay không thì thật ra là không sao cả. Tuy nhiên là khi mà bạn viết logic vào cái form đó thì bạn phải chấp nhận một cái chuyện đó là cái logic nó sẽ bị chết cứng trong cái form đó. Tức là cái form đó bạn đem đi đâu thì logic nó cũng y chang giống vậy ha. Bạn không có tạo ra được một cái sự đa dạng về cái chuyện là uh, logic uh, đa dạng khác nhau cho nhiều trường hợp khác nhau ha. Và với lại là cái mình thì không có recommend làm như vậy ha, mình nên để cái logic tập trung ở một nơi thôi cho nó dễ quan lên thằng cha để cho thằng cha xử lý ha. Rồi thì như vậy là đầu tiên là cái level cha, Xong mà tới cái level là cái form component. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt cái tên cho nó là student form, hoặc là profile form, hoặc là product form, cái gì gì đó tên form ha. Rồi ở trong cái form này thì nó sẽ chứa nhiều cái form fields ha, một cái trang thì chưa có một cái thường một cái trang chỉ có một cái form hoặc là nhiều cái form nhưng mà thường là sẽ có một cái form à, một cái form thì nó sẽ chứa nhiều cái form fields form fields các bạn ha bạn các bạn thì hiểu là ná nó đó chính là cái base control đó tức là những cái base control các bạn ha thì nhưng mà ở đây mình đặt một cái tên nó gọi là form fields thì mình sẽ đặt tên như là input field là input field là để cho các bạn nhập text này nhập số nè rồi photo field là để bạn upload photo nè à, map picker field là bạn có thể pick chọn ở trên cái bản đồ nè rồi bạn có sẽ có là select field là cho cái dạng drop down nè, uh, radio checkbox, group uh, field là cho những cái list checkbox nè, rồi radio group field là cho cái dạng control là uh, uh, chọn những cái option radio ha. Thì tại sao mình lại có cái phần form fields này? Phần form fields này nó sẽ giúp mình định nghĩa ra được những cái control mà mình có trong cái form ha. Ví dụ như là toàn bộ cái dự án của mình nó có 10 loại control thì rõ ràng mình chỉ cần định nghĩa ra 10 cái control đó một lần duy nhất và sau đó là mình sẽ sử dụng lại trong những cái form là được, chứ không phải là cái form nào mình cũng phải ngồi viết lại viết lại viết lại thì rất là cực ha. Mình chỉ cần định nghĩa ra những cái base control ở đây mình gọi là form fields một lần một thôi và sau đó mình sẽ sử dụng uh, cái form nào cần cái uh, cái loại control nào thì gắn cái control đó vào, được chưa? Khai báo vào sử dụng thôi. Thì cái form fields này nhiệm vụ của nó ha, nhiệm vụ của thằng form field này Sorry các bạn. hay cái phần form field này uh, nhiệm vụ của nó là nó sẽ kết nối vào trong cái form này kết nối vào trong cái form này thì để để nó làm cái gì để nó lấy ra được những cái dữ liệu cần thiết của cái control tương ứng ha nó đi kết nối vào trong cái form để lấy ra được những cái dữ liệu chẳng hạn như là cái control này có giá trị là gì có cái name là gì có label là gì có error hay không vân 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 tôi lấy những cái giá trị của cái control hiện tại từ cái form sau đó sau khi nó có được những cái giá trị lấy từ form rồi đúng không thì nó sẽ bay vào cái ui control, à, bay vào cái ui control, cái ui control này bạn cứ tương tự như là nó là một cái ui component gì đó, tức là bây giờ mình phần form field này ha, nó kết nối vào trong cái form nó lấy được những cái dữ liệu của cái control tương ứng rồi, mình nói ví dụ như là cái form uh, component là student form đi, nó sẽ có nhiều cái form fields trong đó nó sẽ có là cái form field của cái phần name, form field của cái uh, cái cái age, rồi có cái của gender, rồi có cái của mark, vân vân ha, thì ví dụ mình nói là cái form field của thằng name đi. Nó sẽ đi cut, kết nối vào trong cái form, nó đi lấy những cái thông tin liên quan tới cái control name đấy, được chưa? Lấy tất cả những thông tin đó, nó nó sau đó nó sẽ ba lên những cái UI control, được chưa? Thì lúc đó là cái UI control này chỉ nhiệm vụ là gì? À, thằng form field này cho những dữ liệu nào thì render lên tương ứng. Hết. Thằng UI control này không biết gì cả, nó chỉ biết là thằng form field cho dữ liệu gì thì render cái dữ liệu đó. Hết. Thằng UI control này là một cái uh, UI component thôi ha. Uh, với cái thiết kế này nè, các bạn sẽ cảm thấy nó nó sẽ rất là linh hoạt và nó sẽ không có bị gò bó ở bất cứ một cái thư viện nào cả. Ví dụ nha, cái form uh, ngay chỗ cái phần form component này nè, các bạn có thể là tự viết một cái thư viện quản lý form của chính các bạn, hoặc các bạn có thể sử dụng những cái thư viện form mà người ta đã viết sẵn, ví dụ như là React Hook Form hay là Formik hay là Redux Form gì đấy, tùy các bạn ha. À, nhưng mà trong cái dự án này mình chia sẻ thì mình sẽ sử dụng cái âm thần React Hook Form ha. Rồi thì uh, chỗ này chỗ phần form component form fields này mình sẽ tự viết rồi thì cái phần form fields này sẽ phụ thuộc vào cái thư viện bạn sử dụng quản lý form ở trên đây nè tùy vào nó là thư viện nào mà cái form field này sẽ được viết uh, khác nhau được chưa còn cái chỗ ui control này là là cái thư viện để quản để để show cái giao diện của cái phần ui control đó ví dụ như bạn muốn sử dụng material ui hay là muốn sử dụng của bootstrap hay là bạn muốn tự viết một cái ui control luôn thì cũng được ha là cho các bạn linh hoạt được chưa? thì với cái cách uh, tổ chức như thế này nè, nếu như sau này bạn có một cái mong muốn đó là muốn đổi một cái UI control, bạn muốn đổi giao diện, ha, thì rõ ràng logic bạn không cần phải đổi gì cả, tại vì logic nó sẽ nằm ở trên cái, cái form và cái form field này, được chưa? cái bạn cần thay đổi là thay đổi ở cái UI control này thôi. ví dụ bạn sẽ đổi từ cái bootstrap sang material UI chẳng hạn, ha, hoặc là material UI đổi sang end design, vân 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 vân, thì khi bạn đổi, bạn chỉ cần đổi ở cái level là cái UI control này thôi, hết, ok, xong. Còn nếu như chẳng hạn như bạn muốn đổi một cái thư viện quản lý form thì bạn chỉ cần đổi ở cái level form và cái cái thằng form field này hết, phần do control khỏi đổi, được chưa? Như vậy các bạn thấy là gì? Với cái cái cái, cái kiến trúc này nè, nó sẽ uh, phù hợp chung cho cái việc là mình sẽ quản lý form cho nó tốt, nó hiệu quả mình có thể tái sử dụng và mình thay đổi nó cũng tiện lợi luôn. Như vậy là nó sẽ không phụ thuộc vào bất cứ một thư viện nào cả. Bạn muốn sử dụng thư viện nào tùy các bạn, được chưa? Và ở trong cái uh, cái phần series hướng dẫn của mình, mình sẽ sử dụng ông thần React form chào cái phần uh, quản lý form của mình ha uh, thật sự là mình recommend cho các bạn là sử dụng một cái nên sử dụng một cái thư viện quản lý form nào đấy uh, và hiện tại liên quan tới việc và uh, functional component với lại hooks thì thằng top ở trong đó thằng đứng đầu thì sẽ là react form rồi cho nên mình sẽ rất là recommend các bạn sử dụng những cái thư viện quản lý form tại vì nếu không á nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề và phát sinh trong lúc mà bạn làm việc với form ha có rất rất là nhiều vấn đề luôn nếu mà các bạn mà tự làm mà các bạn không có kinh nghiệm các bạn không đủ khả năng thì dĩ nhiên nó sẽ rất rất nhiều vấn đề bạn phải tự xử lý thì thay vì đó bạn đang ngồi bạn đi sáng chế lại làm lại những thứ đã có sẵn rồi thì tại sao không đi sử dụng một thư viện đã viết rất là tốt như là ra khúc phòng ha ok rồi như vậy đi qua cái video này hy vọng các bạn hiểu được cái hình dung được cái cách mà mình tổ chức cái form cũng như là việc với cái form ha thì mình sẽ đi định nghĩa đi làm cái phần student form thì qua đó các bạn có thể hiểu được hình dung được cái cái flow mà mình sẽ sẽ làm cái mớ này ha. Mình sẽ có định nghĩa ra một mớ form field cho mình nè. Mình sẽ có input field, rồi mình sẽ có cái radio group field là chỗ cho gender ha. Rồi mình sẽ có cái ông thần select field là cho chỗ mình chọn city. Đó, thì mình sẽ làm ba cái field này ở trong cái dự án này ha. Đó, khi nào mà dự án nào cần thêm những field khác thì các bạn sẽ cài đặt thêm tương tự ha còn ui control này mình sử dụng multi ui nó có sẵn rồi chỉ mình chỉ gắn và mình xài thôi ha chứ mình cũng không phải viết thêm cái gì hết mình chỉ xài cho đúng thôi đúng của pháp là được ok còn form component này sẽ là react group form ok vậy là hết rồi ở video tiếp theo mình sẽ giới thiệu sơ sơ qua cái sơ lược qua một chút xíu về cái thư viện react group form sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cài đặt cái student form nhé ok rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha